Alo anh em buổi trưa nha. Nay mình ở nhà nha anh em. Dạ. Hy vọng là anh em chia sẻ. Ở đây là một con xe thợ mới mang vào này. Tháo làm motor đề, motor yếc xong giờ không nổ này. Đó, để tới cho mình. Đấy, xe này để tới cho mình cả miếng gốc này, đứt tè le hạt me này, không nối này. Đấy. Bởi vì anh em hồi giờ anh em không biết cái cục này là cục gì luôn. Không biết cục này cục gì. Và anh em để giết. Bởi vì xe này không có giò đạp, để giết thì đương nhiên nó sẽ không đề được. Và anh em mở ra làm cụ đề. Đây. Anh em thấy không? Đó. Để thoải mái, để giết không nổ. Đấy, nghịch tá là tí tung, xong cuối cùng để không được, tháo ra làm motor đề. Có thể là hết than hoặc là kẹt. Đó, bởi vì anh em đề nhiều quá nó nóng. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nối lại cả miếng gốc cả ra. Bởi vì do cả miếng gốc thì nó sẽ mất lửa. Nên anh em. Đây. Đây xe thợ đẩy tới này anh em, không có giật áo gì hết á. Ghê không? Không có gì đấy. Đây, mang tới cho mình có mỗi cái này thôi. Cái bệ ổ khóa và cái miếng cao su ở cái nắp bình điện này thôi, ngoài ra đây không có cái gì. Và cái đơn giản anh em, ở đây sẽ có 3 giây về cảm biến gốc. Thì ký hiệu trên cái dòng xe Honda Yamaha, cái dây màu xanh biển đây nó sẽ là cái điện áp 5V VCC. Đấy, từ xe cấp cho nó một cái điện áp cho cảm biến gốc. Ký bảo ok đấy, lấy tiền công. Nên mình ở nhà anh em, tiệm ngoài kia hôm nay đóng cửa mệt quá anh em ơi. Trời khá là nắng ở Bình Định. Quấn lại nó luôn, chỉ có mới kéo lại. Đây, cái dây màu xanh biển này là nguồn 5V. Cái dây giữa này nó sẽ là dây tín hiệu. Xe này sẽ là một điện áp. Khi mà nguồn cấp 5V xuống cả mấy góc có rồi. Còn ký hiệu cái dây màu đen sọc xanh này là mát chung, nuôi cho cả mấy góc. Và cái dây còn lại là cái dây màu vàng sọc xanh này. Cái này là điện áp từ nửa vôn cho tới 1V2, gửi về lại IC nha anh em. Đó. Ba dây này cắt hơi bị dài. Thôi thì bây giờ nó cho nó hết bao lỗi cái đã. Rồi anh em nhìn lên cái đồng hồ. Rồi không còn xuất hiện lỗi. Lúc này chúng ta đã nối cả miếng gốc thành công. Thì trên đồng hồ chúng ta không có lỗi. Thì lúc này anh em sẽ đề, sẽ có lửa. Đây. Đó. Kéo giật ở đây không? Hả? Rồi. Đấy. Rồi anh em sẽ nhìn đây nó sẽ có lửa. Đó thấy không? Rồi có lửa và có phun luôn. Đó. Và xe này. Mở bugi em. Lắp vào để hoài không nổ. Đó. Khi cảm biến gốc chúng ta đã làm thành công rồi. Bởi vì không biết anh em nghịch kiểu gì ở trong này mất hơi luôn, hơi yếu. Nha. Đấy, mình ở đây thì không có đồng hồ đo áp. Rồi, em trai đề đi, bịt này. Đây. Đó, hơi rất yếu. Nghe phải không? Đấy.
Một cái động cơ trên SI 150 này, 4 xúc bắp thì đương nhiên ở đây nó khá là mạnh nha anh em. Nổ pop 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 pop. Ở đây khá là hơi khá là yếu này. Để em. Đó. Ok, lấy miếng nhớt mồi cho nó chút coi nó nổ. Đấy. Bây giờ lửa đã có thì cái kim mình mới mở ra lúc nãy mình xem nó full rồi. Đấy. Nó chỉ cần đơn giản, bây giờ nó không nổ nữa thì bây giờ chúng ta phải trả cho anh em thợ ấy về nhà bảo tháo ra làm súp bắp. Ok không? Rồi. Mồi hơi. Để đây em. Hơi quá yếu luôn, bình nó yếu quá rồi. Hết bình rồi, yếu bình rồi. Đấy, cái này yếu bình rồi. Bình này thì anh em thợ chắc cũng mới thay, đủ mới ghê. Để hết bình luôn nha anh em. Đủ, nghe không? Để cháy cả cụ đề luôn, để hết cả bình luôn. Bởi vì do ở đây. Đó, do anh em thợ không biết. Bình nó còn tiện không? Để đây có mặn không? Bỏ dưới à? Đây rồi. Tiếp đi. Rồi. Rồi, đưa cái buji vào. Nó đều đơn giản thế thôi nha anh em. Không có gì khác. À, chúng ta đã làm lại xăng có lửa có mà không nổ nữa thì chúng ta rớt đầu thôi. Trong công việc anh em làm nghề nó là vậy. Đấy, chúc tất cả anh em buổi trưa. Đấy, hôm nay mình ở nhà. Mệt quá anh em ơi. Đau hết cả đầu. Đầu bữa nay dạo này không biết cái đầu nó bị cái gì. Nó hơi đau đau khó chịu anh em ạ. Xin lại xin lại. Hello mọi người buổi trưa nhá. Chiều nay tí em ra em ship hàng cho mọi người nhá. Anh em nào cần gì để trong Zalo em. Không biết làm cái gì tè lây hạt me hết rồi giờ không nổ. Ok để đó giờ không nổ luôn nè thấy không đấy, đầu hồi không báo lỗi gì hết rồi. Xăng trên này vẫn còn 3 vạch. Lửa đánh chát tay. Đấy, phun ở đây, phun khá là tốt nha anh em. Mở lại phát nữa nào. Mở nãy mở luôn cái kim ra ngoài chưa? Tôi nó bị cặn không? Mà mồi mấy phát cho nó nổ chứ. Hai bình luôn nha anh em để cực vào mặt rồi. Đấy, những dòng xe này thì hay bị kim nha anh em nhưng kim này là phun tốt để đây em này đó anh em thấy không phun này đấy, quá ok luôn đấy. Đó này đấy không? Đó không? Xương rất tơi nha anh em. Này. Thôi. Để có xăng biết. Đó, những dòng xe này thì kim rất chi là tệ nha. Rồi, kim này, nhiều anh em thợ tâm mao của bắp là móp mép hết. Nào. Móp mép hết. Trong kia còn thế nào nữa.
lấy nào. Đó. Đây. Do mình ở đây không có cái quay nha anh em. Đó không? Full này. Mà ông thợ nào ông tháo ra là móp hết. Đó, ok. Nè kim à. Đấy, những dọc xe ẹt này thì đa số bị kim thôi. Rồi kim mà ok thì vấn đề còn lại ở đây bởi vì hơi nó khá là yếu nha anh em, pẹt 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 này. Đó thì anh em trả về cho anh em thợ rút ra là mẹ xúc bắp. Vừa ra không? Đây mình test luôn cho anh em cái kim này. Đấy, cho chúng ta thỏa mãn đam mê. À, ok chưa? Rồi lấy đây. Đấy, lỡ mai mất cân mọi người lại không tin. Đấy, test luôn cho mọi người. Xe này như con lợn đúng không anh em? Heo quá rồi. Đấy. Hello mọi người nhá, em không đọc được những cái comment mọi người đâu. Chủ kim làm gì ghê ta. Rồi. Rồi mình đè lại nha anh em này. Cái này né kìa. Né bu gì à. Đó, ok anh đi dạy nha. Để đó. Đi mà thật lạ đấy. Kim mà ghê đấy. Quá kim mà kim ghê rồi đó. Kim lô nè anh em này. Kim lô nè, cho anh em nhìn thấy kim lô, kim đều rồi nha. Kim này chắc nó đẻ chắc phải chục năm rồi. Này ba kim đều này. Đây em thấy không? Phụt như phụt gì đấy này. Oh, ghê không? Trời ơi, gớm thật. Xong cài đó vào. À, xăng áp bơm 2.8 nha anh em. Yên tâm đi, ép mặn lắm. Trần Bình thay thử kim coi ăn. Nghỉ trưa em kiếm thế tiền để đâu hết. Em hôm nay có làm gì đâu. Cho em xem bán mua luôn. Ok anh chị. Dí cho nó nổ luôn. À cái này hơi yếu lắm Sơn Nam ơi. Cái này thật sự bốn xúc bắp mà chúng ta đề nó phải pật pật. Cái này nó phịt không. Đấy, cái này thôi mình trả cho anh em thợ nhá. Và mình lấy cả miếng góc 150 nha anh em. Nối lại hết báo lỗi rồi. Đấy, trên đồng hồ hết báo lỗi rồi thôi. Mình là ok. Tí anh em tới thì mình bảo có lửa có phun nha. Đấy còn không nổ nữa về nhà bổ máy. Xe như con trâu á.
Trụ nó sang ghê thật. Quả lốp nó mòn hỉn hết rồi. Này. Hẹt giờ cũng hết thời anh em ơi, ngày xưa mới ra thì ok, bữa nay nó thành quá khứ rồi. Cái clip này mình chia sẻ nhỏ nhoi cho anh em thế thôi, không có cái gì cả. Bổ máy ai giờ ai gọi thì biết. Rồi, clip này tới đây mình cũng làm hết bài cho anh em và hướng dẫn cho anh em rồi. Vấn đề còn lại về nhà bổ nha. Đấy, rút ra. Làm xúc bắp nha anh em. Đó, bởi vì hơi nó quá yếu. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này. Xăng có, lửa có, không nổ, bổ. Đấy, và chúng ta sẽ làm theo cái dạng cảm giác là gì. Đấy, với một người thợ xưa giờ, xưa lấy tay bịt. Cảm thấy một cái áp lực khi mà nó bít tông nó đẩy lên và một cái lượng hơi chúng ta cảm thấy nó không đủ mạnh thì chúng ta sẽ bổ máy, bởi vì nhiều lúc nó 9 tận 10 kg chẳng hạn, như vậy nó phải mạnh lắm anh em nha. Nổ phải pặc 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 ở đây nó pịch 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 thì phải bổ máy. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh em mà theo dõi buổi trưa livestream trên con xe ẹt. Đấy, ngày mai anh em gặp tình huống như vậy thì lưu ý nó xuất hiện lỗi thì chúng ta tra bảng mã lỗi và kiểm tra cảm biến gốc. Thì cảm biến gốc ok thì sẽ có lửa, có phun, không nổ nữa thì mồi, dầu nhớt. Không ok nữa thì anh em bổ sải xước bắp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mình ra ngoài tiệm mình ship hàng cho mọi người đây. Cảm ơn anh em nhé. Xin chào. Zalo nhé mọi người.